Hello everybody, welcome to English class. Today we study about review 3, unit 7, 8 and 9. Hôm nay chúng ta sẽ ôm lại bài 7, bài 8 và bài 9. Thì trong 3 bài này nó giống nhau là mình ôm những cái phần quan trọng trong bài. Đó là grammar là ngữ pháp, phonics là ngữ âm, vocabulary là từ vựng và sau đó reading là bài đọc nha các bạn. Rồi, vào phần bài 7, grammar chúng ta ôn về have to. Sẽ phải làm gì? Had to. Đã làm gì? Give directions, dùng để mô tả, chỉ đường. Và why, tại sao? Because, bởi vì. Và phần ngữ âm, chúng ta ôn về những cái từ có tận cùng với chữ S. Từ vựng là những từ chỉ đường, mô tả nha các bạn. Và phần reading, water, puppet, theater. Và sang bài 8, grammar, comparatives and superlatives which are long adjectives. Irregular comparatives and superlatives là so sánh hơn và so sánh nhất với tính từ dài và so sánh hơn với so sánh nhất đặc biệt nha. Chuyển sang phần ngữ âm là chúng ta học cái chữ C và chữ G. Chữ C chúng ta phát âm là K. Và chữ G chúng ta phát âm là G. Sang phần từ vựng thì chúng ta ôm lại những cái tính từ adjectives. Và cuối cùng là phần reading bài đọc The Ant and the Grasshopper. Qua bài 9 cũng vậy. Cái phần ngữ pháp thì chúng ta ôn về simple future tense thì tương lai đơn. Time markers of the future, những cái mốc thời gian trong tương lai. Và phần phonics chúng ta ôn về A, U and A, W. Từ vựng thì liên quan đến những từ vũ trụ, không gian, in space. Phần reading, bài reading, bài đọc là What will life be like in 100 years? And now, we review 3. Exercise number 1, complete the crossword. Chúng ta hoàn thành những cái ô này nha các bạn. Và cái bài này là có những cái hàng ngang và hàng dọc. Thì nhiệm vụ của chúng ta làm gì đây nè? Là chúng ta nhìn bức tranh. Có 8 bức tranh tương ứng với 8 cái cột này đúng không? Thì mình xem coi nó là cái gì, hình này nói về cái gì và nghĩa là cái gì, chữ viết như thế nào. Thì chúng ta điền vào hàng ngang và hàng dọc cho cô nha. 1 phút để các bạn hoàn thành bài này. Time over. Hết thời gian rồi. Let's check your answer. Hãy kiểm tra đáp án nào. Number 1, astronaut. Number 2, heart. Number 3, prepare. Number 4, planets. Number 5, star. Number 6, chip. Number 7, modern. And number 8, lost. Bài này dễ ha bạn. Very easy. Chắc là các bạn đúng hết ha. And now, we move to exercise number 2, write
bài tập số 2 là các bạn viết, điền những cái từ trong cái khung này vào những ô trống còn lại. Và cái từ thứ nhất người ta đã làm mẫu cho mình rồi. Bây giờ còn 3 từ thì các bạn điền vào cho phù hợp cái đoạn văn này nhé. 1 minute for you. Now, check your answer, class. Yesterday, I was with my dad outside my house. A man asked, "Excuse me, where's the station?" My dad says, "Go straight, then turn left. At the traffic lights, turn right, and it's in front of you." "Thank you," said the man. "You know the city well?" "That's because I'm a taxi driver," my dad says. Rồi các bạn kiểm tra ba cái ô trống nha. Xem ô 2, ô 3 và ô thứ 4, xem mình điền có đúng hay sai. Sai thì các bạn sửa vào cho cô. And exercise number 3. Bài tập số 3 cũng vậy, trong khung có hai từ why, bởi vì. Tại sao? Because, bởi vì. Bây giờ các bạn sẽ điền hai từ này vào trong những ô trống còn lại trong đoạn hội thoại nha. Rồi. 1 minute for you to complete the exercise number 3. 3 phút để làm bài tập này. And now we check the answer exercise number 3. Kiểm tra đáp án nha. Why are you smiling? Because I'm happy. Why are you so happy? Because I won this trophy. Why did you win the trophy? I won it because I'm the fastest runner at school. Why are you asking so many questions? Rồi, kiểm tra có đúng hay sai nè. Nhớ kiểm tra cẩn thận nha các bạn. And move to exercise number 4. Read and write T for two or F for phones. Chữ T là đúng nha các bạn, dùng cho những câu đúng, và F là sai. Và các bạn nhìn bên tay phải có 4 bó hoa. Bó hoa màu đỏ có 15 đô la. Bó hoa màu vàng giá 7 đô la, bó hoa màu tím 3 đô la và bó hoa màu cam là 50 cent. Và bây giờ các bạn đọc 4 câu bên tay trái để xem coi nó có đúng hay không. Nếu đúng thì các bạn ghi chữ T và sai thì các bạn ghi chữ F. Các bạn sẵn sàng chưa? Rồi, 1 phút cho bạn hoàn thành bài tập nha.
And now we check the answer, class. Kiểm tra đáp án, kiểm tra bài nha. Number 1 là người ta làm cho các bạn rồi. Và number 2, the red flowers are the most expensive tea. Đúng rồi, những bó hoa, những hoa màu màu đỏ thì nó mắc nhất. Và câu số 3, the purple flowers are the cheapest. Những bó hoa màu tím thì nó rẻ nhất. Sai rồi nên người ta ghi chữ F. Number 4, the purple flowers are more expensive than the yellow and white ones. Câu này không đúng nên người ta ghi chữ F. Và number 5, the yellow and white flowers are less beautiful than the orange ones. Những bông hoa màu vàng và màu trắng thì nó không có đẹp bằng bông hoa màu cam. Nhưng mà sai rồi, đâu có bông hoa màu trắng. Thì chúng ta sẽ chọn từ F nha các bạn, là sai, là fullness. And now we do exercise number 5. Bây giờ các bạn sẽ làm bài tập số 5. Bài tập số 5 thì các bạn điền chữ will là sẽ và won't sẽ không cái gì đó vào cái bài ở phía dưới nha. Rồi, 1 minute for you. Ting ting, time's up. Thời gian cho các bạn đã hết rồi. Bây giờ mình sửa nha. Mình cùng nhau sửa nè. When I grow up, I won't have to go to school every day. But will I will have to go to work. I want to be a pilot. So I will have to wear a pilot's uniform. When I'm a pilot, I will travel on all around the world. And I will see lots of places. I won't work in an office, but I will sometimes work at night. Xong bài tập số 5 rồi ha các bạn. Bây giờ mình còn một bài tập cuối cùng, nó là exercise number 6. Bài số 6. Bài số 6 thì mình sẽ làm gì? Write the words under the correct headings. Bây giờ chúng ta sẽ viết những cái từ trong khung này xuống theo bốn cái cột ha. Cho đúng cái phần này là phần phonics nha các bạn. One minute for you to complete the exercise number 6. Cũng một phút nữa cho bạn ha. Làm bài. And now we check the answers. Câu thứ nhất các bạn sẽ nhìn vào đáp án nè. Cucumber, picnics. Câu thứ hai, she says, pencil, police. Và
chi say g yogurt close và chi say ch orange page. Rồi chúng ta đã hoàn thành bài tập ôn thứ 3. Rồi hẹn gặp lại các bạn vào cái bài unit number 10. See you again, class.